Có gì tại khóa học sửa chữa hộp số tự động của Ersubro? Tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động của các loại hộp số AT, CVT, DCT, về phần cơ khí của hộp số gồm vĩ van, bộ bánh răng hành tinh, nồi áp, bộ bố. Về phần thủy lực gồm mạch dầu thủy lực, solenoid, vĩ số. Kiến thức lý thuyết về phần điển điều khiển điện tử trong hộp số. Quy trình Reset Learning đồng bộ cài đặt coding hộp số. Bắt bệnh giả lập sửa chữa thay thế ERSU điều khiển hộp số. Đọc và phân tích mạch điện đo kiểm cảm biến trên hộp số. Thực hành bắt bệnh xử lý lỗi trên xe và hộp số. Quá trình thực hành tại một khóa học thực tế. Thực hành chạy xe xác định hiện tượng và bắt bệnh lỗi hộp số. Thực hành sử dụng máy chẩn đoán, phân tích thông số, khoanh vùng nguyên nhân lỗi. Thực hành tháo lắp, kiểm tra và đại tu các loại hộp số. Thực hành đo kiểm solenoid. Thực hành reset và learning hộp số bằng máy chẩn đoán. Thực hành test đo kiểm và sửa chữa hộp ERSU điều khiển hộp số. Thực hành đọc nạp chương trình vĩ số. Thực hành bảo dưỡng hộp số, chọn và thay dầu đúng cách, học sử dụng máy thay dầu tuần hoàn.